sầu thiên thu nghe trong kênh tôi đã đành ly tình muộn thuở. Xuân Lan, chưa cái chết nàng vẫn thản nhiên. Hay tình yêu của Bạch Ân đối với nàng đã phai mờ theo năm tháng. Dù thiên xác xuân mồ quan, dù chí ly muôn thờ, thiệt Bạch Ân là người chồng thương nhớ. Hình dáng này, giọng nói kia luôn ẩn hiện trong tim. Nhưng tại sao nàng gieo chuyện thảm tai, đầu độc giết phụ vương đại hạn? Bạch Ân, chàng tính thiếp hành động bất nhân sao? Không, ta không tin, ta không tin. Nàng đâu nỡ ra tay cho dù vương bao đắng cay. Ngày mai mình đã chia hai. Lan ơi, mình thề nào phải, phần số lá lại ta vẫn nguyện đôi chim liền cánh như cây mộng giao cành ép dưới trời xanh, như hoa tỏa hương nồng đón ánh trăng thanh, như mây trắng trong lành nên thơ đành quyến rũ. Trời sắp sẵn kiếp duyên ta thành đôi phù phù, lời hẹn kết ba sinh thù hận khó ly tình. Ôi đến giờ phút đăng trình về tử lộ vô minh, được dương tử cung đình trọn gìn lòng chung thủy. Bạch Ân hỡi Bạch Ân, Xuân Lan cùng tâm ý, khi rời khỏi dương trần tri kỷ vẫn tìm nhau. An xa công chúa hoàng lâm, bái kiến Dương huynh. Lại mừng Dương tử. Miễn lễ. Bẩm Dương huynh, trước khi thi hành án lệnh, xin phép hoàng huynh cho muội hỏi đôi lời với tội nữ Xuân Lan. Muội cứ hỏi. Xuân Lan, một năm dân công triều phiên kết xe hương nguyện, Xuân Lan được tiến hiền ngoan. Lời ta mong đó thành tâm, nghi quan không tướng tinh thần làm đau điên cung đình. Tào tên trên
lưới à đao chú mưu hại nàng. Chỉ quyên rẽ thủy thì mong chờ xoắn ngôi à, kim hoàng. Tin lời huynh nếu lưu giang gây loạn rối triều cương hò ho. Lúc gian qua hai nước tranh hùng cần chi để hôm nay lộng hành. Hiền huynh vì yêu quá tin nên lầm. Thưa công chúa tôi xin thề không giá tâm nào phán kim trào hiểu qua đạo chú xót nghẹn ngào. Cô hoàng ngươi không xa trần gian ngồi dương triều thiết ân chủ toàn. Nếu dương huynh đắm say yêu nàng thì hộ giữ sơn lâm như thỏ ngoan phục tùng. Ý muội thế nào? Hãy hỏi văn võ bá quan và toàn dân Kim Quốc, tội nữ Tống Bang phải xử thế nào? Xử tử Xuân Lan. Phải xử tử Xuân Lan. Đó, huynh có nghe chứ? Ô Cáp Mã Nhi. Dạ. Yeah. Truyền xử tử Xuân Lan và sang bằng Tống Quốc. Tuân lệnh. Dân Tống Quốc không gây nên tội mà chính Xuân Lan đang gục đầu nhận tội. Xin hãy để tôi nói lên lời tự hối nợ đang tâm gây rối loạn. Xuân Lan đừng hy sinh sanh mạng má đào. Không truy thủ kia chính thiếp đã nên mang vào cũng thầm. Sai đâm lã lời tình mong hại mạng bạch. Trời ơi ta quá yêu nàng sao hành động bất nhân. Vì Tống Quốc muốn dân ân tình đành lối đào. Thiếp vô tâm tàn bạo, dương phụ phải chết quan cơ tạo kiến ly tình. Tại ta nghe nói lòng thêm hờn căm quân tại dân, nỡ gieo thương sầu di hận bao người thân. Đừng ra Tống Bang thập loạn nên từ sông mới an. Toàn dân chúng ta cầm hờn, xin đừng em giết đi. Quyền triều nghi là quan phi lắm lời không tha. Dương huynh chớ điên cuồng mê đắm trái ngoài bàn mưu vàng. Để kinh hoàng cung thâm gieo màu tàn mục ngàn. Trời ơi dương huynh hiếu chăng khi từ ngăn nhắc huynh đừng liều. Đừng đa mang bên chữ yêu kim trào nguy chúng ta còn gì. Mắt trong nhìn lan chua cay lệ tràn. Thương thay cho nàng khi xa thế gian. Đắm tình chàng tim yêu hoàng tráng. Cánh trái ngàn kiếp duyên liền. Không chia tờ đàn nghe tiếng đàn tâm chiến đấu truyền trang. Giá hình Xuân Lan. Khoan, án xa cho huynh biết triều Kim Bang huynh thọ tức phẩm là chi? Là dương tử, tương lai sẽ thay quyền Kim Bang hẳn. Như vậy thì ta phải có quyền. Quyền gì? Quyền giết, quyền tha. Bẩm dương tử, đức dương.
vua Băng Hà, ngài thay quyền đại hãn Kim Bang, ngài được quyền tha giết Mặc Tình, nhưng là ở hoàn cảnh khác. Còn ngay bây giờ Dương Phi phản quốc lại là vợ của ngài, thì quyền hành đó phải do triều thần phán quyết. Phải, công chúa An Sa chính là người đại diện triều thần và tất cả muôn dân. Các quan nghĩ thế nào? Xin phán quyết. Chúng tôi đồng ý để công chúa An Sa phân xử. Dương huynh nghe rõ chưa? Giờ đây muội mới là kẻ có quyền. Quyền gì? Quyền nói, quyền ghen. Không, quyền em đang thay huynh phán lệnh Thiết Ngữ Quân. Yeah. Xử tử Xuân Lan. Sao nên thương tình sao để huynh buồn đau? Tha Xuân Lan yên lành, Dương huynh nhớ ơn nào phải? Ta thay nàng lãnh bảo cầm hờn, xin đừng nên gieo khổ qua đau. Dương huynh ơi, Kim quốc nước dân tan sầu, đành lòng quên câu tình thâm. Cho hoàng quân suy nghĩ đêm nay, vì ta ngàn tan án gia hình. Xin lỗi Dương huynh, Thiết Ngữ Quân. Dạ. Giam Xuân Lan lại. Tuân lệnh. Xuân Lan. Hoành yến ly tan, dơ dàng mộng giang. Làm sao ta có nhau, chung bước ngắm mây trời cao. Thương nhớ Xuân Lan, khiến ta lệ trang. Trăng khuya soi bóng thớ thang bên màn. Thế xưa tâm trắng phai, thiên hoàng gieo chi đắng cay. Cầu sống ngưng trước hưu thảm tai. Chiều thu gió bay, nghẹn ngào số không bài. Tướng trong mơ đêm sao rơi sầu hoa nhan. Chờ nhìn ta lần cuối hơi làng hết mong say tình, đời qua tàn trôi theo cơn bão giông. Dương dương chi hoài công, làng ơi nát lòng thân má hồng sao mãi truân chuyện. Nỗi đau riêng Dương Tử Kim Bang, vì giang sơn giết nàng tàn tống thế lương phu đàn. Thuyền đánh chiến gia Thiết Ngữ Quân. Yeah. Truyền giả hình Xuân Lan tội nữ. Xuân Lan. Dương huynh, xin nghĩ Kim Bang kẻ gian xâm loạn hoàng cung.
thần cầm gan. Tường âm mưu gieo thù chuộc oán, đã vàng ly tàn. Đoạn số nghe đây hồi tiên giang An Xa diệt Xuân Lan, nghe tình tàn dân dương ta xem nào. Chàng hơi nén thương đau, số trời chia lìa nhau. Nàng hơi tỏ phân màu, gan bao ai giành xe. Nỡ tâm nào huynh gieo lê trao tròn tình quên những nghẹn ngào An Xa. An mời lui ra lời An gào tên Lan tình lý ta truyền chiến gian thương gian đau phu pháp trường ra tay. Xuân Lan Thiết Bạch Ưng Ý Linh Tao Hạ Lưu Nhân, bẩm công chúa, người sát hại Kim Dương là Mã Nhi Ô Cáp. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đây. Trời ơi,